Bác nào tìm quần dài mùa hè đâu, đứng yên đấy, đừng đi đâu cả. Đây nhá, 1m65 này, quần vải linen ống rộng nhá. Nhìn này, đó, rộng chưa? Đấy nhá, rất thoải mái luôn, quả cạp chun này, đi ăn đi uống này. Hôm trước mình đi ăn lẩu nhá, ngồi thoải mái luôn, nó không bị cấn vào bụng, bụng mình hơi to một tí. Đấy, mặc theo kiểu là Daniel Simon, mình xin phép giới thiệu mình là Huỳnh Anh, sai lầm. Đấy, đây. Ô, mặc thoải mái cực nhá, chất vải là linen này, cho các bạn xem này. Đây, vải nhá, nó hơi sơ sơ một tí, nó như thế này mới đúng kiểu nhá. Mặc mùa hè rất là mát luôn, và những bạn nào mà đang có nhu cầu trải nghiệm thì giá nó chưa đến 300.000 đâu, mà ống rộng nhá, cái màu của nó cũng dễ mặc cơ. Đó, mặc này mùa hè cực kỳ hợp lý luôn. 1m65 59 cân, mặc size M đây, thêm quả áo khoác cộng lên một túi tốt, trông giống Daniel Simon không nhá. Quá hợp lý luôn, quá thoải mái luôn, thật sự nhá, thoải mái lắm nhá. Mặc lên rất sướng luôn, rất sướng. Bác nào tìm quần dài mùa hè đâu, đứng yên đấy, đừng đi đâu cả. Đây nhá, 1m65 này, quần vải linen ống rộng nhá. Nhìn này, đó, rộng chưa? Đấy, rất thoải mái luôn, quả cà chua này, đi ăn đi uống này, hôm trước mình đi ăn lẩu nhá, ngồi thoải mái luôn, nó không bị cấn vào bụng mình hơi to một tí. Đấy, mặc theo kiểu là Daniel Simon, mình xin phép giới thiệu mình là Huỳnh Anh, sai lầm. Đấy, đây. Ô, mặc thoải mái cực nhá, chất vải là linen này, cho các bạn xem này. Đây, vải nhá, nó hơi sơ sơ một tí, nó như thế này mới đúng kiểu nhá. Mặc mùa hè rất là mát luôn, và những bạn nào mà đang có nhu cầu trải nghiệm thì giá nó chưa đến 300.000 đâu, mà ống rộng nhá, cái màu của nó cũng dễ mặc cơ. Đó, mặc này mùa hè cực kỳ hợp lý luôn. 1m65 59 cân, mặc size M đây, thêm quả áo khoác cộng lên một túi tốt, trông giống Daniel Simon không nhá. Quá hợp lý luôn, quá thoải mái luôn, thật sự nhá, thoải mái lắm nhá. Mặc lên rất sướng luôn, rất 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 sướng.